Xin chào các bạn, sau đây chúng tôi xin công bố kết quả cuộc thi Vietnam Heritage Photo Awards 2014 đố vui có thưởng, được tổ chức vào ngày 29 tháng 7. Chương trình đố vui có thưởng nằm trong khuôn khổ cuộc thi ảnh di sản Việt Nam, Vietnam Heritage Photo Awards 2014 mang chủ đề Hùng Việt. Chương trình đố vui có thưởng được tổ chức đồng thời ở cả hai fanpage Vietnam Heritage và vietjetair.com. Câu hỏi ngày 29 tháng 7 là: địa danh của bức ảnh dưới đây có phải là Hội An hay không? Chọn đúng hoặc sai. Và đáp án của ban tổ chức là câu A, đúng. Dựa vào comment trả lời của người tham dự vào ngày 29 tháng 7 ở cả hai Facebook Vietnam Heritage và vietjetair.com, ban tổ chức tiến hành thống kê có 563 comment có câu trả lời đúng và phù hợp với thể lệ của chương trình để tiến hành quay số ngẫu nhiên tại phần mềm random.org, chọn ra 3 người thắng cuộc. Trong 563 comment đáp án đúng và hợp lệ, ban tổ chức chọn ra 3 người may mắn nhất nhận giải thưởng của chương trình, bao gồm 1 năm đọc tạp chí Việt Nam Heritage miễn phí cho 1 người, 1 gói cà phê, 1 cả thùng Canon Asus và 1 túi du lịch của Vietjet. Danh sách thứ tự comment được sắp xếp theo thứ tự A, B, C. Trong 563 comment, chúng tôi chọn ra 3 người may mắn nhất để nhận được những phần quà hấp dẫn của chương trình. Và xin được chúc mừng 3 con số may mắn là các con số 199, 265 và 465. Xin được chúc mừng 3 con số may mắn của chương trình ngày 29 tháng 7, đó là các con số 199, 265 và 465. Người thắng cuộc vui lòng inbox thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ để ban tổ chức tiến hành trao giải trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia vào chương trình đố vui có thưởng ngày 29 tháng 7 trên Facebook Vietnam Heritage và Facebook vietjetair.com. Đừng quên tham gia cùng chúng tôi vào mỗi thứ ba, thứ năm hàng tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8 và lúc 9 giờ đến 21 giờ để nhận được những phần quà thật hấp dẫn của chương trình. Để tham gia cuộc thi ảnh di sản Việt Nam Vietnam Heritage Photo Awards 2014, vui lòng truy cập vào website www.vietnamheritage.com.vn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.